Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, vườn nhãn Bạc Liêu với diện tích hơn 50 hecta trải dài trên địa phận hai xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông. Có thể nói nơi này là độc nhất vô nhị ở đồng bằng sông Cửu Long bởi có nhiều cây nhãn trên 100 tuổi, người ta gọi đó là nhãn cổ. Những cây nhãn có hình dáng bề ngoài gân guốc cũ kỹ, mang đậm dấu ấn của thời gian. Nhờ phong cảnh hữu tình trong sự bình yên giữa thiên nhiên thoáng mát, vườn nhãn Bạc Liêu là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài tỉnh. Theo các nhà vườn, thời điểm tốt nhất để tham quan vườn nhãn Bạc Liêu là vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 9. Tháng 5 là lúc vườn nhãn trổ hoa, ngập tràn màu hoa trắng, thu hút bướm ong. Còn tháng 9 là thời điểm thu hoạch, du khách tha hồ thưởng thức vị thơm ngon của những trái nhãn chín. Bên cạnh việc thưởng thức hương vị ngọt liệm của nhãn, du khách còn được nghỉ ngơi trên những chiếc võng giăng dưới gốc nhãn, thả hồn vào thiên nhiên tươi xanh, lắng nghe thanh âm của tiếng chim ríu rít, tiếng gió biển rì rào và những tia nắng len lỏi qua kẽ lá. Không chỉ thư giãn trong không gian xanh rộng và khoáng đãng, du khách cũng có thể tham gia thu hoạch nhãn chín. May mắn hơn, nếu đến vườn nhãn vào những dịp lễ Tết, du khách còn có cơ hội vui chơi trong lễ hội của người dân địa phương, cũng như tìm hiểu về đất dòng, sự giao thoa văn hóa của ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer. Tôi từ Nha Trang vào đây thì cũng đi được nhiều lần, nhưng mà vẫn thích về Bạc Liêu. Thì cái việc đầu tiên là thì về đây cái miền sông nước, nhìn thấy nó rất là cây trái, rất là thú vị. Với hai nữa, con người ở đây thì tuyệt vời, cái tình cảm nó thân thiện quá, nó cứ tạo một cái không khí mình cảm thấy cuốn hút, rất là thích và về đây để cùng với anh em chơi tham quan. Là cái việc mà mình làm một cái vườn cây nhãn như thế này đó để khách cuốn hút một sự du lịch là gì, khách người ta đến gọi là miệt vườn đi thì người ta sẽ có những cái trái nhiều cái chủng loại cây, mà thứ nhất là cái giá thành nó vừa ăn ngon mà giá thành rẻ, con người rất thân thiện thì đi đến đây là thật sự là một thú vị. Đến với vườn nhãn Bạc Liêu, du khách không chỉ được thưởng thức nhãn mà còn nhiều món ngon khác. Đặc biệt và nổi tiếng nhất phải kể đến món bánh xèo. Thật ra bánh xèo là món ăn phổ thông ở khắp các tỉnh thành của Nam Bộ. Thế nhưng đến vườn nhãn Bạc Liêu mà chưa thưởng thức món ăn này sẽ thật thiếu sót, giống như đến Sóc Trăng mà bỏ qua món bún nước lèo. Ở khu vực vườn nhãn có nhiều điểm bán bánh xèo, nhưng chủ yếu tập trung trên địa bàn xã Hiệp Thành. Bánh xèo A Mật là một trong những quán nổi tiếng ở đây. Gần 20 năm kinh doanh ăn uống, quán bánh xèo này là địa chỉ được nhiều du khách tìm đến. Trong những năm vừa qua thì quán chúng ta, như tôi nói ban đầu, thì cũng thu hút khách. Khách ăn rồi năm sau khách trở lại, kể cả khách nước ngoài về thì cũng có ghé. Thì mình nghĩ là có những cái nguyên nhân vậy, là cái chất lượng cái món ăn của mình nó được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì ở đây cái món chủ yếu chúng ta là cái món bánh xèo. Thì cái món bánh xèo ở đây nó có cái vành đai rau của Hiệp Thành cộng với cái rau mình tự cung cấp ở nhà thì mình đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Ở quán cũng rất là cố gắng để bồi dưỡng cho các em, rồi cho các em tham dự những cái mà buổi tập huấn của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đó, để các em nắm vững cái tâm lý khách hàng như cách phục vụ. Thì cuối cùng các em cũng đáp ứng được tương đối là cái yêu cầu khách đặt ra. Vườn nhãn Bạc Liêu không chỉ là địa danh được biết đến bởi những cây nhãn cổ trên trăm tuổi, mà còn nổi tiếng là vùng đất có giá trị văn hóa lịch sử phong phú, là địa bàn sinh sống đan xen của cộng đồng ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Xác định vườn nhãn cổ là di sản quý, là lợi thế để khai thác du lịch sinh thái, nên thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông, cải tạo cảnh quan môi trường, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch. Du lịch vườn nhãn đang từng bước chuyển mình trở thành điểm du lịch hấp dẫn bởi cảnh quan trữ tình, ẩm thực phong phú cùng sự phục vụ hướng tới chuyên nghiệp. Cái này thì ủy ban cũng đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên phối hợp với các cái đoàn thể để vận động các cái tuyến này để mà mình làm du lịch. Thứ nhất là nếu mà mình làm du lịch sinh thái thì phối hợp với là mở các quán ăn uống, thì mình phải làm sao mà bây giờ mình đã có nói chung ra nhu cầu người dân thì rất là hiện là cao. Mình ra bây giờ là vận động cho các cái quán là phải thay các cái bảng hiệu mới hết. Rồi cách phục vụ của người dân cũng phải là tốt hơn. Thứ nhất là phải là lịch thiệp, ăn nói phải lịch thiệp, rồi nhã nhặn với khách. Rồi phải có cái khu vệ sinh phải cho phù hợp. Cơ bản là những cái cơ bản đó thì những cái quán này là đã đáp ứng được các cái vấn đề đó mà để cho du khách đến đây để tham quan du lịch trên địa bàn của xã. Người dân Bạc Liêu cũng như nhiều du khách phương xa
từ lâu đã xem vườn nhãn là điểm vui chơi thú vị. Vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ Tết, khu du lịch vườn nhãn tấp nập người và xe cộ. Trong tương lai không xa, khu du lịch vườn nhãn sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình tham quan thành phố Bạc Liêu, bao gồm khu du lịch dịch vụ cụm nhà công tử Bạc Liêu, khu du lịch bãi biển nhà mát Hiệp Thành, điện gió.